Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tâm sự được phát trên kênh Tuyết Như Khay. Bài đọc hôm nay có những nội dung sau, mời các bạn lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe tâm sự có tiêu đề Bất chấp tất cả để thế chỗ chị trưởng phòng. Ngày chị nghỉ việc, tôi lặng người khi nghe đồng nghiệp nói một chuyện. Tôi không biết mình sẽ trụ ở công ty này được bao lâu. Những người trước đây là đồng nghiệp, bây giờ là cấp dưới, đều không xem trọng tôi. Họ cho rằng tôi là một người ăn cháo đá bát, vì thế mà họ nhìn tôi bằng những ánh mắt rất cay nghiệt. Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Bố mẹ đều làm nông. Từ bé đến lớn tôi đã chịu cảnh thua kém hơn so với bạn bè. Khi đã bắt đầu ý thức hơn về cuộc sống, tôi dặn lòng phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Suốt thời đại học, tôi có học bổng toàn phần, nhưng vẫn đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Mọi nỗ lực ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi ra trường, tôi được nhận vào một công ty có tiếng, mức lương cũng cao hơn so với mặt bằng chung. Phòng của tôi có tổng cộng 9 người, lúc đầu tôi rất sợ sẽ phải sống trong môi trường kèn cựa. Thế nhưng làm được một thời gian, thấy mọi người nhiệt tình và giúp đỡ lẫn nhau, bản thân tôi cũng yên tâm. Tôi còn nhớ khi mới được làm nửa năm thì ở nhà xảy ra chuyện, bố tôi ốm đau liên miên, tôi suốt ngày phải xin nghỉ phép về chăm bố. Chị trưởng phòng lúc ấy cũng tạo điều kiện cho tôi. Chị còn bảo: việc làm thì vẫn phải làm, nhưng không gì quan trọng bằng gia đình cả. Em cứ tranh thủ với chăm bố để chị nói cấp trên cho. Thế rồi tôi nghỉ triền miên như vậy, công ty vẫn trả đầy đủ lương. Ngày bố tôi xuất viện, cả phòng còn đi thăm ốm, bỏ phong bì 20 triệu, khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Chúng tôi đã từng là một tập thể vững mạnh, cho đến khi tôi quen giám đốc. Đến với anh, tôi hiểu giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đổi trác. Tôi thì mưu cầu một vị trí tốt hơn, còn anh thì muốn đổi gió vì chán vợ ở nhà. Việc tôi và giám đốc quen nhau, cả văn phòng không ai là không biết. Họ lời ra tiếng vào, rồi dần dần cũng xa lánh tôi. Có lần chị trưởng phòng còn gọi tôi vào nhắc nhở: em là con gái chưa có gia đình, đừng đánh mất mình dễ dàng như thế. Giận chị vì câu nói đó, mà tôi quyết tâm phải ngồi bằng được vị trí ấy. Sau 3 tháng tác động, cuối cùng tôi cũng tìm ra sơ hở, rồi báo cáo cấp trên để đuổi việc trưởng phòng. Hôm qua là ngày chị ấy rời đi, cả văn phòng đều khóc khi chia tay. Chỉ có tôi là mừng như mở cờ trong bụng, vì biết mình sẽ được lên vị trí mới. Thế nhưng chị trưởng phòng vừa đi, mọi người đã sa sả vào mặt tôi, nói tôi là kẻ vô ơn. Lần trước tôi đi làm chồi sụt, chị đã trích lương của mình bù vào lương của tôi. Không những vậy, 20 triệu đi thăm ốm bố tôi, phần lớn cũng là tiền túi chị bỏ vào. Nghe mọi người nói, chính tôi cũng không ngờ được. Bây giờ mọi chuyện đều ở thế đã rồi, tôi có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Có thể ngày mai tôi sẽ được ngồi ở vị trí mà mình mong muốn. Đổi lại sẽ là những ánh mắt không phục và sự mỉa mai của tất cả mọi người. Ở đời, chuyện gì cũng có giá của nó. Tôi chỉ muốn thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không vì những thứ vật chất phù phiếm mà đánh đổi đến như vậy. Sáng vừa mở cửa đã thấy sộc mùi mắm tôm. Dù đoán được người đã làm chuyện này, tôi vẫn phải mỉm cười niềm nở. Cho mình hỏi, ở đây đã có gia đình nào gặp mâu thuẫn với hàng xóm chưa ạ? Mới dọn đến khu này, vợ chồng mình đã đau đầu với cách cư xử của họ. Trước khi mua nhà, cứ nghĩ ở nhà đất sẽ rộng rãi thoải mái, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện oái oăm như thế. Khu nhà mình ở đều là những gia đình buôn bán tự do. Vì thời gian làm việc không bị bó buộc nên mọi người rất hay tụ tập ăn uống. Lúc đầu mình cũng nói với chồng, sống ở đâu cũng cần tập thể, vậy nên cứ gần gũi với mọi người. Thế nhưng cứ tuần nào cũng tổ chức ăn vài bữa, bản thân mình thấy chuyện này vừa tốn tiền lại rất mất thời gian. Vậy là sau này, nhà mình rút dần khỏi các buổi liên hoan của khu. Hàng xóm xung quanh có vẻ không ưng ý, nhưng mình không quan tâm vì rõ ràng việc ăn uống là tự nguyện. Gần đây, nhà hàng xóm mình sắm được bộ loa đài rất xịn. Thành ra chỉ cần có thời gian rảnh là họ bật lên hát không kể ngày đêm. Lúc đầu mình có cho qua,
nhưng chuyện cứ tiếp diễn như vậy cả tháng không dứt. Đỉnh điểm là dạo này mọi người ăn xong lại kéo về nhà ấy để hát múa. Lần đầu tiên mình sang nói chuyện nhẹ nhàng, mọi người ai về nhà nấy, nhưng người nào cũng khó chịu do mặt. Vì nó trắng ra, cả khu đều tụ tập ở đó, nên chẳng thấy phiền hà. Chỉ nhà mình có con nhỏ mới thấy ức chế. Tối hôm qua cũng vậy, họ hát hò ầm ĩ đến 11 giờ đêm vẫn chưa giải tán. Mình giận quá nên gọi điện ngay cho công an khu vực, báo cáo có gia đình làm mất trật tự khu xóm. Một lúc sau, mình nhận được cuộc điện thoại của chị hàng xóm. Chị ấy trách mình không biết nể mặt người khác, còn nói nhà mình cứ thế này thì chẳng sống ở đâu được. Sáng nay vừa mở cửa, sân nhà mình đã sộc mùi mắm tôm. Chẳng biết người ta ghét bỏ hay đi qua rồi đánh rơi, nhưng mình có cảm giác chuyện này không thể trùng hợp đến vậy. Có điều không có chứng cứ nên mình chẳng thể buộc tội ai, vẫn phải niềm nở với mọi người. Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, khó khăn lắm mới tích cóp mua được nhà mặt đất. Bây giờ mới nửa năm đã cơm không lành canh không ngọt với hàng xóm thế này, mình chả biết có trụ nổi không. Theo mọi người mình có nên chủ động giải thích với khu xóm không, hay cứ để mọi chuyện như vậy? Vì thực ra mình vẫn là người có lý hơn cơ mà. Mời các bạn để lại ý kiến cá nhân trên một bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tâm sự của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tâm sự tiếp theo.